Dương Vi xin kính chào tất cả mọi người. Sau đây Dương Vi sẽ chia sẻ một chút ít về cái việc mà Dương Vi phản đối cái đội đi đánh phá bót ở từ miền Nam ra phía Bắc. Bởi vì sao Dương Vi lại phản đối? Bởi vì các vị ấy, đi đánh phá bót như vậy nó gây cản trở giao thông, vi phạm luật giao thông, ách tắc người tham gia giao thông, cản trở người tham gia giao thông, nên Dương Vi đã phản đối việc đó. Nhưng mà trước khi Dương Vi tại sao Dương Vi phản đối và như thế nào Dương Vi phản đối thì Dương Vi sẽ đi vào phân tích một chút về cái đường BOT này. Vào cái giai đoạn năm 2000 đổ lại trước ấy, cách đây khoảng mười mấy 20 năm đổ về trước, thì ở đây các cô, các chú, các anh, chị có biết là những cái con đường quốc lộ chạy nó độc đạo ấy, thì cái đường xá nó rất là khó khăn, vất vả đi lại, nó kéo dài rất là nhiều giờ, trong đó có ổ gà, ổ vịt. Thì nhà nước người ta không đủ tài chính để đầu tư trong cái khoảng thời gian đó, thì nhà nước quyết định bằng hình thức BOT, có nghĩa là cho doanh nghiệp đầu tư khoảng 100 km và doanh nghiệp đó có quyền thu phí trong khoảng thời gian 15 hoặc 20 năm, khi nào hoàn lại vốn thì trả lại cái con đường và mặt bằng cho nhà nước và cho người dân. Đấy. Cho nên á, nhiều con đường BOT nó được hình thành lên. Đấy. Thì tất nhiên có đường ngon thì sẽ có nhiều cái gọi là hệ lụy xã hội nó kéo theo. Thứ nhất, người dân kéo ra cạnh cái khu trục đường gọi là đường quốc lộ, thậm chí là đường cao tốc mà các công ty nó gọi là BOT ấy, người ta đầu tư xây dựng vào đó để đền bù giải phóng mặt bằng, lượng người dân tham gia giao thông ở đó cũng cao lên. Đấy. Mà ngược lại thì các công ty doanh nghiệp người ta lại thu lợi nhuận được từ việc mà thu phí qua các trạm BOT. Vâng, chào chính cao, chào tất cả mọi người, chào Lê Thị Tuyết, Lê Thị Lết. Ngày trước ạ, ví dụ chạy từ Lạng Sơn xuống đến Hà Nội nó phải mất khoảng 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng mà bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng 4 tiếng, hơn 4 tiếng thôi. Đấy, bởi vì đường ngon, các vị chỉ mất khoảng 30.000, 45.000, 50.000 cái tiền cầu đường thôi. Nhưng ngược lại ấy, các vị tiết kiệm được bao nhiêu xăng dầu? Nó đấy là cái lợi, và cái thời gian mình di chuyển ấy, nhanh, đặc biệt là các công ty doanh nghiệp vận tải có cái đường BOT ấy, thì cái lượng hàng hóa các vị lưu thông được nhanh, trung chuyển rất là nhanh. Đấy. Mà trung chuyển nhanh vậy giảm cái chi phí cho xăng dầu này, đấy, chi phí cho cái việc mà cái đầu xe kéo các xe vận tải á, cái thời gian nó không mất nhiều, các vị lại tiếp tục luân chuyển được chỗ này chỗ khác nó nhanh hơn. Đấy là cái lợi. Ngược lại các công ty có nhiều xe đầu kéo sẽ mất nhiều cái tiền để qua trạm BOT hơn, nhưng các công ty doanh nghiệp vận tải người ta tính toán được thì người ta sẽ thu mua vé tháng. Đấy, đó là cái việc mà các công ty doanh nghiệp vận tải người ta đăng ký với BOT, mà ngược lại con đường BOT làm lợi cho người dân rất là nhiều.
ngày trước từ Hà Giang quê tôi ấy, chạy xuống Hà Nội mất 8-9 tiếng, bây giờ chỉ ở trong vòng 5 tiếng rưỡi 6 tiếng là có mặt ở Hà Nội. Cái đoạn đường Vĩnh Phúc ấy, ngày trước nó hẹp như vậy, nhưng mà sau khi đã đầu tư trong vòng 80 km, đầu trên 40, đầu dưới 40 km, người ta thu trạm, đặt trạm thu phí ngay giữa cạnh đường vào sân bay Nội Bài á, giáp với sân bay Nội Bài đó, để làm sao để người ta thu phí trong khoảng 80 km đó thì nó hợp tình hợp lý. Thiếu người dân ở địa phương đó, tại địa phương đó thì người ta đã mua vé tháng rồi, người dân tại địa phương đó người ta không kêu ca, mà mình ở tận đầu tận đâu cũng kêu ca thắc mắc. Mà Dương Vi ấy, hôm qua đăng hai cái bài viết, hai cái status, hai cái live stream lên á, những người tham gia vào cái live stream của mấy cha mấy mẹ là phản đối bot đấy, ném đá rất là nhiều, thậm chí gạch ghiếc là thoải mái đủ xây nhà chục tầng luôn. Nhưng mà vì thế Dương Vi không nản, đấy là những cái lợi rồi. Còn cái hại của BOT là gì? Nhiều trạm người ta thu phí hoàn lại vốn rồi, nhưng mà muốn kéo dài thời gian thêm thì nó có một số cái vấn đề gọi là đi đêm với nhà chức trách ở địa phương đó, nên thu thêm 1-2 năm lạm dụng cái quyền đó để thu, người dân cũng phản đối. Nhưng phản đối không phải là theo cái hình thức đứng xe ở trước cái trạm BOT, cái cổng soát vé, trạm soát vé đó, để làm sao mua vé không mua, lùi lại không lùi lại, mà gọi là cái năng quấy quậy, hoặc dùng cái đồng tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng để mua vé, làm sao gây mất thời gian, cản trở giao thông, cản trở người khác. Đấy. Từ đó, từ lúc cản trở giao thông, nó sẽ kéo theo rất là nhiều người dân hiếu kỳ, nó bảo là có vấn đề gì, có việc gì xảy ra ở cái trạm BOT, thế là dân ở hai bên đường người ta kéo đến. Và đồng thời ấy, các anh chị em lái xe, từ xe tải, xe khách các thứ, người ta lại đi xuống và vào đó xem, nên là nó mất an ninh trật tự ở chỗ đó. Thì Dương Vi phản đối cái việc mà các nhà dân chủ cuội, dân chủ đánh bót á, đi đánh bót cái kiểu đó. Nếu biết là bót đó sai phạm, thí dụ thu hoàn lại thuế, hoàn lại vốn rồi, nhưng mà cái bót đó, BOT đó vẫn còn tiếp tục thu trong vòng 1-2 năm nữa, thì các vị có quyền làm sao? Thì các vị đã cầm cái hiến pháp, luật, các thứ, cả luật sư rồi, khiếu nại, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền, thậm chí khởi kiện ra tòa án là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị có làm cái việc đó là các vị đứng ở đấy gây ách tắc giao thông, xong các vị quay ra, những người dám lên tiếng phản đối việc các vị làm, đếm trên đầu ngón tay ở trên cộng đồng mạng này rất ít. Ví dụ tôi đứng lại phản đối và một số người đứng lại phản đối, các vị chửi chúng tôi là người thế này, người thế nọ, là bưng bô, là óc chó, chửi chúng tôi thậm tệ. Nhưng mà các vị nghĩ xem các vị làm như thế có đúng không? Ví dụ tôi cũng tham gia giao thông, ngồi trên cái chuyến xe khách đó mà các vị gây kẹt khoảng 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó có nhiều người, người ta cần thiết từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí bay ra nước ngoài. Thì các vị làm như vậy, làm lỡ chuyến bay, làm lỡ chuyến xe người ta, làm lỡ thời gian họp hành người ta. Như vậy có đúng không? Mà các vị còn bảo là các vị đúng, các vị không vi phạm pháp luật. Không vi phạm pháp luật, tại sao các vị lại cho xe ngáng đường đấy? Có 10.000, thí dụ các vị qua đấy một ngày một lần mất 10.000, thì 10 ngày các vị qua đấy mất 100.000 đó, nó cũng chả là đáng là bao. Nhưng
Nếu mà các vị cảm thấy cái đó sai thì các vị giữ lại cái uống bé đó và tiếp tục làm sao? Làm đơn kiến nghị, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền người ta giải quyết. Không giải quyết được, các vị có quyền khởi kiện ra tòa. Vâng, chào chị Mai Trang. Nhưng mà các vị có làm cái việc đấy đâu. Các vị ấy, cứ xuống đường hò hét người dân, mà người dân người ta tham gia việc phản đối các vị, cùng các vị phản đối cái trạm BOT. Thậm chí dân ở tại địa phương đó người ta còn không phản đối cơ mà. Chỉ có cái, những cái nhóm ở trên cộng đồng mạng mới xem các vị live stream ùa vào ủng hộ các vị. Mỗi cái live stream các vị lên đến 300, 500, thậm chí hơn 1.000 người coi đấy, để ủng hộ các vị đi đánh các trạm BOT. Nhưng mà thực tế người dân tại bản địa, người dân tại địa đấy, đó là việc mà các vị đánh